Đây mọi người ơi, giờ tới cái chỗ người ta trưng bày mấy trái bí rồi nhá. Đây nè, chị hàng tám tờ chở tới đây. Đây họ bán 2 đồng một trái hoặc 3 trái 5 đồng mấy trái bí nè. Quá trời. Đây trái bí trắng này nhìn giống như cái trái trái dưa gang nha mọi người. Đây cái này thì snowball, nó kêu là snowball, một trái 4 đồng, 3 trái thì 10 đồng. Đó trái bí nè, trái bí trắng này. Cái này là của bên nhà thờ, họ để họ trưng bày, họ bán để góp tiền cho nhà thờ mọi người nhé. Mình mua không mua thì mình cũng có thể tới đây mình giao lưu khám phá, khám thôi chứ đừng có phá mọi người nhé. Đây thì cũng giá spooky 2 đồng 1 trái, ba còn không thì 3 trái 5 đồng đó, cũng cái bí luôn này. Bí này cũng giòn giòn phản trái dưa hấu vậy đó, mấy người nhà thờ họ bán ở đây nè. Nghe nói ngay chỗ này năm nào họ cũng tổ chức hết mọi người nhé. Chị Hằng Tám đang kia đang chuẩn bị chụp hình à, cái này cũng snowball luôn, trái 4 đồng 3 trái 10 đồng. Đây thì hôm nay ngày nghỉ của MC, nãy MC cũng chạy qua chỗ mà họ cho coi mấy con cọp, con sư tử rồi đó, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi chạy qua đây đó, một đống bí mọi người nha. Trên cái đường nè, đây ngay trong cái nhà thờ này luôn nè, mình mua hay mua không mua cũng không sao mọi người nha. Đây đó này cũng 3 trái 10 đồng. Wow, qua tới đây mấy trái bí này, trái bí to mọi người nha. Cái này thì MC không có thấy họ để giá, không biết có bán không nè. Trái này cái nấy bự và bỏ lửa luôn nè. Đây nè, quá trời nặng bự luôn, quá trời bí luôn. Trái bí này thường thường ở Việt Nam ta hay nấu mấy chè kiểm này, cái bí hầm dừa mọi người nhé. Đó dài luôn nè, nó chị Hằng Tám đang chụp hình bên kia. Đây nè, thì MC sẽ đi từ mé bên kia, đi vòng vòng từ hàng thứ tự để quay phim cho mọi người dễ chiêm ngưỡng nha. Ở đây chị Hằng Tám tới đây, dắt Hằng Tám, chị Hằng Tám dắt tới đây. Đó. Dài dài tới đây luôn. Đây cái này không có để giá, không biết MC không biết họ nghĩ chắc có bán mà chắc họ không để giá thôi. Đó, một đống đó, mấy người nhà thờ nó dựng cái chòi bên này, mấy người mễ với mấy cái khách lại tham quan á, người ta lại khu này người ta tham quan này kia nọ. Đó, đây nè mọi người, anh em nào, anh chị em nào có ở khu Parkview, Spindale, Rochester đâu đó rảnh thì tới đây tham quan cho mấy đứa nhỏ nó coi, nó chụp hình này kia nọ cũng vui lắm đó. Để cái địa chỉ thì MC sẽ để cái phần dưới comment để cho mọi người biết, để chở con cháu rồi nó tới đây cũng vui. Wow, cái trái bí này giống như mấy cái người bị bệnh mà nổi hột, bị dị ứng rồi vậy, hột 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 nhìn ghê quá, như bị thẹo vậy. Mà cái kiểu đó vậy mọi người nhá, nó sần sần giống như trái khổ qua vậy đó, dài tới bên kia luôn đó. Wow, trái này bự khiếp ha, trái này bự dữ đó, nặng chiều chiều luôn, quá trời bí luôn nè. Mé gì mà mé kia đường hai chiều chạy lên chạy xuống đó, cái khu này cũng gần trường học. Đây quá trời bí luôn, nếu ai mà có vô mua thì họ cho mượn cái chiếc xe đẩy nè mọi người nhé, giống như cái người này, này đang kéo nè đó, cái cô này đang kéo rồi đó, mình vô mình lựa, mình bỏ lên cái khót, mình kéo ra xe ra ngoài xong tính tiền mình bỏ lên xe thôi đó, cái khót họ cho mượn cái khót đó. Ồ, quá trời luôn.
Ủa mấy cái trái lớn này nhiêu không thấy giá vậy em? Ồ. Ồ, cái này thì đo vòng. Thì bí này mua về nấu nấu canh ăn cũng được vậy phải không? Nấu chè kiểm á. Quá trời luôn. Đây chị thằng Tám đang chụp hình đây nè, nó quá trời luôn. À. Vì chị thằng Tám khoái chụp hình đó. Đó. Chị thằng Tám dắt mình đi tới đây nè. Đây. Cái này thì cái chiếc xe chất nhỏ nhỏ thôi. Họ để trưng bày cho vui thôi. Đó, người để mới đề xăm do thăm kiền phát gì lung tung đây nè. Cái này để coi cho vui thôi nha mọi người nhé, chứ không phải là chiếc xe thiệt đó, này chiếc xe cây thôi. Đó. Còn bên này là cái địa chỉ nè mọi người nhé, đây. Nếu anh chị em nào có muốn tới đây á, nên bấm địa chỉ này nè, nó cái nhà, địa chỉ nhà thờ nè, nó. Nhưng mà MC cũng sẽ cái số là 1910 nó. Thì nhưng mà MC cũng sẽ để địa chỉ bên dưới để cho anh em coi rõ ràng, để anh em có thể chở con cháu tới đây chụp hình nó cũng vui, vợ chồng này kia nọ đó. Wow, ở đây có cái cây này giống như cây bonsai vậy đó, cũng đẹp đẹp nha. Đây. À, quá trời bí luôn. Trời ơi, trái này mà khiêng chắc không nổi luôn á, trời ơi. Bự khủng khiếp luôn. Đây nè mọi người. Chỉ bí khủng khiếp luôn nè. Đó, em si coi ấy cái găng tay mà không hết luôn nè, quá trời, quá xe bự luôn. Hôm nay cũng trời nắng tốt mọi người nhé. Đây. Đó. Dài 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 tới bên này luôn. Cái mé này em si thấy có trái bí này nhìn gấu gấu nhìn ghê, đỏ đỏ hồng hồng cam cam, trái này chắc nó bị dị ứng cái gì nhìn ấy ấy. Nhưng mà trái mấy này về nấu, trái này là bí thật mọi người nha, chứ không phải bí giả đâu nghe nha, mấy trái này là bí thật. Quá trời bí luôn. Đây có cái cây che cái ánh nắng cũng đỡ đỡ nóng, nó dài dài qua mé này luôn. Đó, cái chòi này, cái mà hoàng trắng trắng đằng kia là để mấy người trong nhà thờ người ta bán, người ta tính tiền đó, xong rồi người ta kéo bỏ lên cái cót đó, người ta kéo ra ngoài rồi bỏ lên xe trả cái cạc lại thôi đó. Bí này kêu là bí gì quên rồi em? Bí đỏ hả? Ồ, trái này trái bí đỏ. Tại lâu quá MC cũng không có dùng mấy từ tiếng Việt á. Anh em nào có coi video mong thông cảm nhé. Tiếng Anh thì động từ to were, còn tiếng Việt á thì không dùng tới thì cũng quên, nhiều khi cũng không có nói cho chính xác cho lắm. Ủa đây nó có mấy trái bầu nữa nè. Đây. Đó. Cái bầu chắc nó để trưng cho đẹp ha. Nhìn cái bầu. Nhìn khu quá ha, gấu quá ha. Ôm cái bầu chụp hình. Ồ đây có trái bầu giống con gu. Đây MC để quay hết vòng luôn mọi người nha. MC đi quan vòng, trời ơi, quý quá trời. Cái này mình mua về mọi người. Mình không chưng nhưng mà mình đem để nấu nấu bí hầm dừa. Mấy trái này sần sần ngộ, ở Việt Nam hồi nhỏ ít có thấy mấy cái loại này mọi người nhé, trái sần 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 nhìn nó ghê á. Đây thì họ cũng để mấy cái hình nộm này kia nè, tại gần tới lễ ma á mọi người, thành ra họ trưng bày này kia đó đầy bí luôn ha. Đó. Đây nè, đây mấy trái bí nhỏ nhỏ, cái này nó mấy trái bí đèo đèo nè, cái kiểu nó gì á, nhìn đẹp lắm.
thì nó nói lễ ma quỷ gì, nó phải lạ lạ, nó độc độc, nó nhìn ngố ngố với nó. Đây họ bán hai trái 3 đô. Đầy đây. Nó nhìn giống như trái khổ qua, mấy cái trái dưa leo bị đèo. Đầy. Còn mấy trái bí nhỏ tí ti. Để MC để lên bằng tay mọi người coi nha, trái bí nhỏ xíu rồi nó. Thì này hai trái 1 đồng. Này hai trái 1 đồng. Tí ti rồi nó. Cầm trong cái bàn tay luôn nha. Giờ đi qua đây mình quay mấy cái trái này màu vàng. Cứ mỗi loại trái nó khác nhau mọi người nha. Cái này thì nó có màu xanh xanh, trên xanh xanh mà. Nó nám nám á, nó không có hư nha, cái kiểu nó gì. Trái này thì ba trái 2 đồng. Kia là Star Round. Một trái 1 đồng, ba trái thì 2 đồng. Đó. Đây. Đây, mấy trái này mấy ngầu, mấy gấu. Đó. Hai trái 3 đồng. Đẹp. Cái này về phê khô chút nữa nó cứ ngắt luôn á. Đây có mấy cái trái bầu Lost Swan. Đây cái chữ Swan này giống con ngỗng của mình nhé. Đây nha. Lost Swan trái này 8 đồng. Cái bầu không 8 đồng, nó nhìn sang cái Swan giống con ngỗng đó em nè. Cái đầu ngỗng của mình nè ha. Wow, cái trái này Gimo Rao. Một trái này 4 đồng, nó giống như nãy chuối vậy đó. Này. Bên đây. Tại hôm nay là ngày thứ ba đầu tuần, mọi người đều đi làm, hiện giờ mới có 2:35 mọi người nhé. Mình ra trường học với phụ huynh này kia, mấy người đi làm á, họ còn chưa ra hãng xưởng. Thành ra bây giờ còn vắng vẻ, mình dễ quay phim, dễ tới mình giao lưu. Chứ chiều mà nhiều người nào tới mua này kia, mua bán này kia thì nó nhộn nhịp hơn. Wow, ở đây cũng có con. Sao em để chìa khóa đây ha em? Wow, ở đây cũng có con chim mèo giả nè. Đây. Này để mấy cái bắp này kia cho nó nhìn thấy quỷ quái một tí. Đó. Rồi đây. Đây họ cũng bán mấy cái bí nhỏ nhỏ, mà trái này tờ bự hơn hồi nãy một tí. Trái này 2 đồng trái. Đây. Đây. Bự hơn cái bằng tay MC mọi người nhé. Trái này thì 2 đồng trái. Đó, mấy cái thùng pumpkin trong mấy cái chỗ nông trại người ta trồng, người ta đem ra nữa đó. Họ phát thùng thùng như nè đó. Đó, bên cái thùng nâu đó là họ đem ra. Còn đây là mấy cái cạc để mình mua bao nhiêu trái mình để lên ra, người ta ra tính tiền nữa. Trái này thì trái 4 đồng. Trái bầu để trưng cho vui thôi. Đó, chị hàng tám kia chụp hình miết á. Đóng bí chị hàng tám chụp hình đó. Đó, họ mấy người này mấy người bán đứng để buôn bán cho nhà thờ đây nè. Chắc MC cũng lựa mấy trái này mua giúp hội người ta mọi người nhé. Hồi nãy là ba trái 2 đồng. Còn bên này thì hai trái 3 đồng. Chắc MC mua mấy trái này về giúp hội, mua về để nhà là phơi nắng cho nó ráo ráo cũng đẹp. Đây. Mua giúp hội mà nhà thờ mọi người nhé. Lựa trái nào nhìn nó gấu gấu á. Cái này hai trái 3 đồng. MC lựa hai trái đi. Nhìn gấu gấu á, lấy về. Trái nào nhìn thấy cũng gấu á. Trái nào nhìn cũng đẹp á. Vớt trái bự này luôn đi. Anh giữ đây nè. Anh giữ đây nè. Này hai trái 3 đồng. Mình lấy hai trái. Vớt hai trái bự luôn. Trái này đẹp. Hai trái 3 đồng, vớt hai trái. 3 đồng. Rồi bên đây để coi mấy đồng.
hai trái ăn đồng. Lấy này hai trái ăn đồng luôn. Hai trái ăn đồng. Đây, hai trái ăn đồng. Em xin mua ủng hộ nhà thờ. Đó. Rồi qua bên đây. Cái này ba trái 2 đồng. Ba trái 2 đồng, em xin mua ba trái luôn. Nhỏ nhỏ này mọi người nhé. Em xin mua về phơi khô để collection luôn. Nhìn tiếu tiếu giống như trái, nhìn nó giống giống như trái hồng mà hồng giòn mọi người nhé, cứng ngắt nè. Cái này mà chọi chọi ai là bể đầu luôn á, chết luôn á. Ba trái 2 đồng em xin lấy ba trái luôn. Một trái nè. Trái này cũng lạ lạ nè, hai trái, mỗi trái mình cái kiểu cỏ khác nhau mọi người nhé, em xin không thích mua giống nhau. Đó. Đây nè. Đó. Thêm trái nữa, trái này ba trái 2 đồng. Dứt trái này luôn, trái này cũng đẹp nè. Đó. Rồi. Thấy cũng được mớ rồi đó. Đó. Về chưng trong nhà cũng cho vui. Giờ MC để bên đây. Xin hỏi cái bọc họ tính tiền bao nhiêu? Đây. Đó. MC vớt được mới nè. Cũng được, để có mấy trái rồi. Cũng được 7 trái đây nè. Đó. Mua giúp họ nhà thờ mọi người nhé. Anh chị em nhớ ở gần Spindale, dòng cái vùng Spindale, Fairview, Watcher này kia đó, thì nhớ tới đây ủng hộ cho nhà thờ đi, mua mấy trái bí này nè đó. Về để mà rảnh thì mình khắc có mấy cái hình ma quỷ này kia nọ đó, cũng vui lắm. Mình thấy đẹp đẹp chứ, vớt thêm hai trái nữa, hai trái 3 đồng. Nhìn nó ngáo ngáo ngố ngố cũng hay. Ủa cái này giống trái mướp hay gì đó, không phải trái mướp nhưng mà giống giống thôi. Đây. Này giống lựu đạn đu đủ, cái này cũng lạ lạ. Thêm trái này hai trái 3 đồng, lấy thêm hai trái nữa đi, lại mình giúp họ nhà thờ mà. Cho nó lạ lạ chứ. Này, giống trái dưa leo hay trái mướp á. Trời thằng khủng luôn. Này ốm ốm đều đều. Ù trái này đang thui ngồi vậy đó. Này đang thui ngồi vậy. Trái nào nhìn thấy cũng đẹp, nó hình thù nó vậy, nhìn nó cũng lạ lạ gấu gấu. Giờ mình còn sớm sớm mình mua còn nha, vài bữa nhiều người tới mua là hết luôn mọi người nha. Giống giống nha. Ồ trái xanh mình chưa có trái này. Mua trái xanh này đi. Rồi. Đó. Đây. Mấy trái đây coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trái. Đó. Có nào là lạ mình đổi qua một tí. Chắc cam này kia cũng ok. Còn cái trái nào lạ lạ thì em xì đổi lấy trái khác một tí. Em xì thấy trái nào cũng khu á. Ồ trái này cái đầu giống ngỗng rồi đó. Trái này giống cò thằng ngỗng vậy đó. Đây nè. Nhìn giống cò quá. Rồi lấy trái này đi. Trái này lạ lạ. Trái này không đẹp. Này giống như cái trái bí giả mọi người nha, nhưng mà trái này thiệt nha chứ không phải giả đâu. Nhìn nó lạ lạ, trái này lạ lạ. Rồi lấy trái này đi. Rồi. Cái nào cái khu á. Mai không ăn được mình cũng lựa hoài không. Vẫn còn thay đổi. Là đổi ý mọi người nha. Cái nào cũng ngầu hết á. Thôi rồi nhiêu đủ rồi, 2 4 6 8 9 trái. Rồi. Mua giúp họ nhà thờ 9 trái. Qua đây. Hôm bán này cũng
này trái 2 đồng, hoặc chắc không mua loại này, loại này nhỏ cũng 2 đồng thôi, mua nhiều kia đủ rồi. Chuyện 8 chụp hình miết rồi nè. Đây MC mới xin cái bọc nè mọi người nha, bọc màu mạc nè, để mấy trái bí MC mới lựa nè. Còn này mấy cái cạp để chứ, ví dụ người ta mua mấy trái bí lớn á, to thì người ta dùng, còn MC mua mấy trái nhỏ để giúp hội gia đình thôi. Ủa xin lỗi, giúp hội nhà thờ thôi đó. Đây 2, 4, 6, 8, 9 trái nè, giờ phơi khô làm collection luôn đó, có gì thôi, ngắn gọn dễ hiểu thôi. Trái này nãy mình không có lựa, này cũng gấu gấu thôi, cũng giống nhau thôi, gấu cũng giống giống thôi. Trái này hơi lạ lạ, kệ mua trái kia được. Thôi rồi bỏ vô bọc mọi người nhé, đây bỏ vô bọc, từ từ vô bọc. Một em gió bay, hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em, bảy em, tám em, chín em. Cát đất dữ, về clean dọn dẹp sạch sẽ này tí, rồi 9 em luôn, 8 9 em gì đó. Rồi giờ MC tới chỗ cho cái bà Mỹ bà tính tiền coi không biết bao nhiêu nữa đó. Đó, mấy cái thùng này họ trong nông trại họ trồng, họ đem một đống rồi đó, mấy thùng nâu là chưa có mở đó, họ các cái chòi nhỏ nhỏ nha. Can you check me out? Yes, I can. Sorry. I had to deliver that pumpkin to the car there real quick. What this for? This is for measuring the pumpkins on the pallets. Yeah. Yeah. Okay, so those are 2 for 3. 1. You remember? 2, 3, 4. Those are 2 for $3. So that's 6. Those are 2 for $1. That's 7. Those are I think those are 3 for $2 if you want a third one of these. Oh wait, no, you got these out of the same bin you got these out of, didn't you? I think so, yeah. Okay, so, 9, 10. $10. Okay. Credit cards? No, I talk about this. Oh, this is our cash box? No. Stickers? Why is it? You want some stickers? What that for? Oh, we give them to the kids to put on their pumpkins. Oh, can I have one? Sure, would you like one of each? Yeah. You have some kids that you know? Yeah. Thank you. And a color book? All right. Thank you, okay? Thank you. Yeah. You have a great day. You too. I wait for her. So over there something. Yeah, she don't have a bit job all the time. So. Okay, chị Hằng Tám đi về. Xong chưa em ơi? Đi về, tới giờ rồi. Chị Hằng Tám chưa chịu về nữa. Ở đây nè. Trời, chụp miết luôn nè. Quá trời phâm kìa. Chừng này thì trống mọi người ha, dễ quay phim này kia, chứ chiều người ta đi làm về đó nhiều người lắm ha. Nhờ ở đây có mấy cái cây này nó che cái nắng cũng đỡ nè ha. Nó pumpkin đầy hết luôn. Bí đỏ đầy hết nha. Chị Hằng Tám chụp hình khí thế luôn nè. Đây chị Hằng Tám. Thôi MC cũng xin tạm dừng cái clip này tại đây mọi người nha. MC chúc mọi người ngày mới luôn vui vẻ, ấm áp. Và luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.